tùm tùm. Anh vô luôn anh. Ừ. Rồi anh vô luôn đi. Rồi cứ vô nha. Ừ. Không 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 em đừng vô. Rồi giờ. Tự ngào đó, tự ngào mình nói muốn là được thôi. Nào nhiều với em nó còn biết như từ bộ mà giờ chỉ chưa có cái ảnh rồi, cái ảnh là đủ hết. 2 năm rồi.
tháng 2 năm rồi. Còn tổ trưởng này cũng cả chục năm rồi. Cũng nhiều lắm. Để hồi xưa thấy vô rồi tôi trốn rồi. Vô rồi tôi trốn. Tôi trước công việc này. Đó, cuối cùng là cái ngày tôi nhớ cái ngày cuối cùng. Vào vô cổng nằm là tôi định hướng rồi đó nha, định hướng được rồi. Thôi đâu có được, vô này không được rồi. À, đúng là không có trộm cắp gì ở nhà, không có trộm cắp luôn á. Rồi là bỏ con cái mình bỏ nhanh nhóc rồi thì xã hội người ta cũng coi đúng ra gì. Bản thân mình làm cái đó nghĩ làm chết chịu không đâu có vậy. Chứ đừng con cái nữa đúng mấy nên gì đâu. Mình đăng ký tài rồi yến lịch mình không có xài gì được con cũng ra thôi. Rồi nghĩ vậy mình định hướng đi được cái cột đầu tự bỏ luôn. Đâu có gì đâu khó bỏ được, nhưng người nó bỏ một tức nó hoài gì. Trước đây là tôi với chỗ ông. Dạ dạ dạ, rồi em quay sau uống rồi.
kiếm xe ảnh đi. Xe ảnh đậu ở trong á. Chậm quá. Quá tốt rồi. Cho bọn lên được không? Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục chính sách pháp luật kỳ này là ghi nhận về việc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Giống như cắt sơ vậy đi, anh quay nha. Xe máy. Bữa tại lúc trước anh làm bên VT9 và diễn bên VTC đâu. Về phòng giáo dục giáo chương nghiêm. Lực lượng trực tiếp trưởng làm. Đây dựng. Bên đây cũng vậy, đây phòng này dựng ABS là phòng ở trên chuyện gì bia. Ở đây chỉ mới đổi về ADS sau này thôi, hồi trước là sử dụng Remi hết. Thế nó làm mà, nhưng mà dựng thật sự chậm hơn Remi em á. Nếu làm thật sự làm Remi ADS làm chuyên mục đồ từ từ. Nhiều tiền. Không biết em ơi, kỹ thuật cấp rồi mình xài vậy thôi. Kỹ thuật cái cài hả? Kỹ thuật cài. Vậy đâu công ty đâu trên Sài Gòn xuất bán á. Rồi có gì hư thì mình mình chỉ có sử dụng thôi, còn kỹ thuật là em làm có lâu chưa? Dạ. Vậy em làm VTC mà VTC là phải có chồng luôn, đã thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phải không? Hoàng Rửa cái gì? Quê Bến Tre á, phải không? Rồi không biết luôn rồi. Nhiều tên kênh quá ha. Đúng rồi, giờ nó cũng nhiều lắm. Mới chuyện cũng nhiều lắm. Thì nó mới ra đó. Anh trưởng anh Diện cũng mới vừa tách ra á. Anh Diện đó đó. Rồi anh Diện đó là có anh trưởng nữa, vậy là cho anh trưởng nào là chị gắn khác. Chắc ông đó ông nghỉ rồi quá. Người Bắc. Nếu anh trả lời được không? Em có câu hỏi trước không? Có thể ghi cho anh vài câu đi chặn ngôn. Thì tài sản cũng không gì, có cái miếng không mà đi ra dùng mất tiêu. Con coi như là chạy ra một chiếc đồ. Thấy không? Phòng của anh mà vô anh lộn ra giấy. Có là gì vậy? Sao mà chạy không? Trời ơi, người ta được như tổng là không cho.
Dạ em có quay cái intro rồi ạ. Đừng cười nha. Sau 3 tháng mà nhựa đường kỳ vậy? Hả? Sao đường kỳ vậy? Chưa là... hoàn thành chứ chưa có đổ nhựa mà, nhựa thì nó không có đổ. Tại sao? Rồi nhà cửa đây sao anh? Đi hết. Đi hết hả? Dễ đổ hả? Dễ đổ với bà thân. Tới khúc đó rồi thì sao mà đợt 2 đó là vô nó bất cứ. Rồi thí dụ người ta có tiền người ta muốn mua đất ở đây rồi sao? Mua không được. Này quay lên truyền hình đó.
rồi lại mà nó cứng nhắc nè. Bác cứ kiểm tra. Dạ rồi. Xong rồi hả con? Chưa đâu. Đây em ơi. Rồi bác kéo đi bác. Rồi rồi được rồi. Dạ bác. Đi chậm thôi nha. Đi rồi nhìn coi đường bê tông của mình rồi. Trời quá luôn. Rồi xuống xe phát con lại. Rồi xuống xe phát con lại. Đúng rồi. Rồi đó là mình đã cảnh giác.
ha. Rồi đóng luôn. Rồi anh lại mở cửa ra rồi bác này chạy vô. Rồi anh chạy vô luôn, anh cho em quay luôn, chạy vô luôn. Rồi mở ra hết luôn. Rồi qua luôn anh, qua luôn, thẳng luôn. Đi đi anh, dạ, đi bộ về nhà thôi, bình thường thôi, đi bộ về nhà bình thường thôi, dạ. Đừng nhìn máy quay nha. Ngồi đi đứng nhà em, đứng nhà em đây. Ngồi anh uống miếng trà luôn, ờ uống luôn, lấy uống coi TV, lấy uống coi TV đừng nhìn em. Tiếp đi, tiếp đi anh, con lưới. Bài quả chim vậy.
hành động như vậy với người đang mang thai chứ. Anh có biết không Gala? Em nghĩ cũng có thể làm công trình. Bỏ qua điện thoại qua để văn phòng để không có bất cứ ai có yêu đương với người phụ nữ này. Những gì em nói không có sự thật. Rồi chị giữ cho em lần này. Xin chị đừng có hiểu lầm em. Cũng đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Do đau về em. Không bao giờ làm ra những chuyện gây tổn thương cho chị. Em và anh do đau chị.